Tôi không biết Khánh ước thật hay chỉ cố tình lẩm bẩm để không phụ công tôi. Rồi anh thổi phù một cái, ngọn lửa yếu ớt bập bùng cháy giữa chúng tôi dập tắt. Tôi mỉm cười nhìn anh, tâm trí chợt ùa về hình ảnh ngày xưa. Thịnh đã từng gặp bật lửa thay cho ngọn nến cho tôi ước nguyện. Khi ấy tôi ước chúng tôi mãi bên nhau không xa rời. Vậy mà giờ đây hai người hai thế giới. Phải chăng hôm ấy ông trời đi vắng nên không nghe thấy lời ước nguyện của tôi? Trái tim của tôi bất giác nhói lên như bị kim chích. Cổ họng chợt dâng lên thứ nước chua lòm khiến tôi phải âm thầm nuốt ngược trở lại. Có lẽ thấy tôi tha thẩn nên Khánh hỏi: "Cô làm cái gì mà mặt đần thối ra thế?" Tôi nhanh chóng định thần, nở nụ cười gượng gạo, che giấu tâm tư xáo trộn. "Không có gì, tôi đi trả bật lửa cho người ta." Khi tôi quay trở về bàn thì nhân viên phục vụ bê đồ lên. Tôi đang định lấy cây kẹp gắp để cho đồ vào đồ nướng thì Khánh đã lấy trước tôi. Anh hỏi: "Cô muốn ăn gì trước?" "Ăn ba chỉ bò, cuốn nấm kim chi, cánh gà, ba chỉ lợn và tôm trước đi." Khánh không trả lời lại nhưng nướng đúng những món mà tôi bảo. Trong quá trình ăn, Khánh ăn rất ít, chủ yếu là ngồi nướng cho tôi ăn. Mà hai người ngồi mãi với nhau cũng không biết nói gì nên bầu không khí vô cùng gượng gạo, chỉ có ăn và ăn. Tôi thấy vậy mới rót rượu vào hai cái ly, chủ động cầm ly rượu lên và nói: "Này, anh uống đi, hôm nay là sinh nhật của anh mà. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé sếp." Khánh bình thản cầm ly rượu đáp: "Cảm ơn cô." Thế rồi hai chúng tôi cũng đưa ly rượu vào miệng, nhấp một ngụm nữa. Đã từng uống qua khá nhiều loại rượu nhưng lần đầu tiên tôi thấy một loại rượu dễ uống như vậy. Ngọt ngọt, thơm thơm, đậm mùi trái cây, không hề giống rượu mà giống nước trái cây hơn. Tôi thấy dễ uống, lại đưa ly lên uống thêm một ngụm nữa. Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm. Tới khi tôi đang chuẩn bị rót tới ly thứ hai thì Khánh nói: "Đừng uống nhiều quá, uống nhiều hại dạ dày đấy." "Chẳng mấy khi mới uống rượu ngon như vậy, anh cứ kệ đi." "Rượu càng ngon càng dễ say, lát cô đừng có mà hối hận." Mặc dù đã nhận được lời cảnh cáo của Khánh nhưng lúc ấy tôi cứ như một đứa trẻ bị dụ dỗ bởi cây kẹo ngọt mình yêu thích, không ngừng uống hết ly này đến ly khác. Nhất là khi Khánh hỏi tôi: "Năm nay cô ăn Tết một mình à?" Tôi gật đầu đáp: "Ừ, tôi ăn Tết một mình thôi." "Người thân của cô đâu?" "Mấy năm quen Thịnh thì chúng tôi ăn Tết cùng với nhau. Có năm còn có cả cái Yến ăn Tết cùng nữa. Năm nay Thịnh đi rồi, cái Yến phải về quê, mẹ và dì lại ở xa." Giọng tôi trầm xuống đáp: "Mẹ tôi đang ở xa." Nghe tôi nói như vậy, Khánh khẽ nhíu mày rồi không nói gì nữa. Không biết có phải là vì men rượu bắt đầu hoành hành hay không mà tâm trạng của tôi bất giác trùng xuống rất nhiều. Tôi lại nâng ly rượu lên uống, uống để cho quên đi hết thảy những suy nghĩ trong đầu. Nhưng càng uống lại càng thấy tồi tệ hơn, càng uống lại càng không dừng được. Tôi cũng không biết chính xác mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết rằng khi Khánh ngăn không cho tôi rót nữa thì rượu đã vơi rửa nửa giả chai. Anh cau mày bảo: "Ăn đi, uống thế đủ lắm rồi." Nói xong, anh gắp cho tôi một con tôm đã nướng chín và được bóc vỏ sạch sẽ, bỏ vào trong bát cho tôi. Tôi gật đầu đáp: "Cảm ơn anh." "Cũng muộn rồi, ăn nhanh rồi tôi đưa cô về." "Ừ." Khi tôi đứng dậy, không biết có phải lúc này rượu đã ngấm hay không mà tôi suýt chút nữa đứng không vững. Tôi thấy chóng mặt, cảm giác tỏa nhiệt, cả người rất nóng, đôi chân lâng lâng như bay trên mây. Khánh chắc sợ tôi ngã nên vội vàng tóm lấy cánh tay của tôi. "Có sao không?" Tôi lắc đầu đáp: "Tôi không sao." Nói là không sao cho đỡ mất mặt, chưa quãng đường đi từ quán ra tới xe, chưa bao giờ tôi thấy xa như vậy. Khi tôi ngồi lên xe, cảm giác choáng váng đến mức như chiếc xe đang xoay tròn. Khánh nói đúng, bây giờ tôi mới biết hối hận thì đã muộn. Nếu như lúc ở quán tôi chỉ cảm thấy hơi say thì bây giờ tác dụng của rượu đang từng bước xâm chiếm lý trí của tôi, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, khiến tôi bắt đầu mệt rã rời. Xe cứ chạy và phanh lại liên tục, khi gặp đèn đỏ thì lại càng làm tôi choáng váng khó chịu và dạ dày không ngừng cuồn cuộn lên như đang rời sông lấp biển trong đó. Cho tới khi cảm thấy sắp không thể chịu nổi nữa, tôi bảo: "Sếp, tôi buồn nôn quá." "Này, đợi tí."
Dứt lời, anh vội vàng dừng xe lại. Có điều tốc độ phanh gấp quá nên khiến tôi lại càng thêm khó chịu. Không kìm nén được, tôi òe ngay ở trên xe. Giờ phút này thần trí của tôi cũng không rõ ràng nữa. Rất khó chịu, rất nhức đầu, rất mệt. Nhưng cũng chẳng để ý được sắc mặt của Khánh thế nào, chỉ có thể cảm nhận được sự tức giận qua giọng nói của anh. Vũ Bối Nhi. Nôn ói ồng ộc một hồi, tôi mới cảm thấy bụng nhẹ đi một chút. Nhưng kỳ thực vẫn rất khó chịu. Tôi ngẩng đầu lên rồi quay sang nhìn anh. Trong ý thức mơ màng, tôi thấy sắc mặt của Khánh đen kịt. Sau đó anh mở cửa xe bước xuống, ra lệnh cho tôi xuống xe. Thật ra tôi cũng rất muốn xuống xe, nhưng đáng tiếc cả người như bị ai rút cạn sức lực. Mặc dù trực giác biết mình đang rất sai, nhưng rượu vào lại không thể khống chế nổi bản thân. Tôi chớp chớp đôi mắt nhìn Khánh. Tôi không xuống nổi. Không xuống nổi cũng phải xuống. Tôi mặc kệ lời nói của anh. Lúc này tôi chẳng còn biết gì nữa, chỉ biết tìm một tư thế thoải mái nhất cho bản thân, nên thu mình dựa vào thành ghế. Đầu óc trống rỗng, ý thức mở dần rồi thiếp hẳn đi. Ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng rất lớn. Tất nhiên đây không phải là phòng của tôi. Nhìn nội thất và cách bài trí xung quanh của căn phòng khiến tôi liền nghĩ tới một người, chính là Khánh. Lại nghĩ tới việc hôm qua nôn ói trên xe của anh, trong lòng tôi lúc này chỉ có hai chữ: toi rồi. Hôm qua tôi đã say đến mức không biết gì nên anh đã đưa tôi về nhà mình. Trái tim của tôi như bị đốt thành tro tàn, bây giờ chạy cũng không thoát. Trong lúc tôi còn đang nơm nớp lo sợ thì cánh cửa phòng mở ra. Khánh từ ngoài bước vào khiến tôi giật bắn mình, bất giác ngồi thẳng lưng. Sếp. Khánh vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi, giọng lãnh đạm. Tỉnh chưa? Tôi gật đầu. Khánh nói tiếp. Hôm qua cô say không biết gì nên tôi mới đưa cô về đây. Vâng, tôi biết. Tôi định vứt cô ở ngoài đường, nhưng sợ cô có chuyện gì ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty nên tôi mới đưa cô về đấy. Hóa ra là vậy. Chỉ là hơi bất ngờ, bởi vì không ngờ anh ta còn có cái suy nghĩ muốn vứt tôi ở ngoài đường. Nhưng thôi, cuối cùng cũng đã mang tôi về nhà, cho tôi chỗ ngủ êm ấm, an toàn là tốt rồi. Tôi gật đầu. Vâng, tôi hiểu. Tôi đã làm tròn trách nhiệm với cô. Vậy còn cô, tính trách nhiệm sao đây? Khánh nhìn chằm chằm tôi. Tôi dè dặt hỏi. Ý anh là chuyện tôi nôn trên xe của anh? Cô không chỉ nôn trên xe của tôi thôi đâu. Hả? Vậy tôi còn nôn ở đâu nữa? Áo của tôi. Đâu? Tôi nhớ là tôi nôn mỗi trên xe mà. Tôi biết ngay là cô sẽ cãi nên tôi đã không vứt chiếc áo đi mà giữ lại làm bằng chứng. Cô có cần xem không? Vậy chiếc áo đó bao nhiêu? Cùng lắm là tôi đền anh là được chứ gì. Còn xe tôi sẽ rửa sạch. Khánh liếc nhìn tôi vài giây rồi đáp. Chiếc áo của Louis tôi mua cách đây 3 ngày, giá của nó là 289 triệu Việt Nam đồng. Hóa đơn vẫn còn. Cô có cần xem luôn không? Nghe Khánh nói tôi thất kinh đến độ tròn xoe mắt nhìn anh, không chớp. Tôi biết giá trị của chiếc áo quá lớn, nhưng không nghĩ lại lớn tới mức như vậy. Một cái áo khoác bình thường anh mặc nhiều hơn cả số tiền lương một năm làm nhân viên của tôi. Tôi đền sao nổi đây? Vừa nãy tôi còn hùng hổ cao giọng là thế, bây giờ giọng bất giác phải hạ thấp xuống nhiều phần. Sếp, giá trị cái áo của anh mặc lớn quá. Anh cho tôi đổi phương án từ đền sang giặt trả được không ạ? Cô nghĩ tôi sẽ còn mặc lại cái áo cô từng nôn vào sao? Nhưng cái áo giá trị lớn như vậy, tôi lấy đâu ra tiền mà đền anh? Cô lấy đâu ra tiền là việc của cô, không phải là việc của tôi. Sếp, dù sao tối qua cũng là do tôi uống say, tôi không làm chủ được hành vi của mình nên mới mất kiểm soát như vậy. Chứ tôi cũng có muốn đâu. Anh có thể coi đó là chuyện vô ý của tôi mà không chấp được không? Khánh liếc tôi hử lạnh một tiếng rồi bình thản bảo. Được, muốn tôi không chấp cô phải không? Trừ khi cô có giấy chứng nhận mình là bệnh nhân tâm thần hoặc chớm bị tâm thần thì tôi sẽ không chấp. Còn cô không thuộc hai cái dạng trên thì phải chịu mọi trách nhiệm với việc mình làm. Nghe Khánh nói như vậy, tôi ôm đầy một bụng tức không nói thành lời, đáp được mỗi từ. Anh... Sao? Ấm ức cái gì?
Đó là tôi còn chưa tính toán chuyện đêm qua cô còn giật lông mi của tôi nữa đấy. Giật lông mi của anh sao? Sao có thể có chuyện đó? Tôi đang định gân cổ lên cãi thì chút ký ức đêm qua chợt ùa về. Đầu tôi mang máng nhớ, khi tôi được đặt trên tấm nệm êm như nước thì tôi mới mơ màng mở mắt. Đập vào mắt của tôi chính là khuôn mặt đẹp như không có thật. Đôi lông mày người ấy nhíu chặt lại, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt rất lạnh lùng nhưng đẹp đến lạ. Còn người đen láy, lông mi dài. Trong lòng tôi bỗng nảy ra ý niệm muốn xem lông mi này rốt cuộc là thật hay giả. Đôi tay của tôi không làm chủ được, đưa lên mi người ấy, giật mạnh một cái. Trong mơ hồ tôi nghe được tiếng kêu, nhưng tôi không rõ chính xác kêu gì. Chưa hết, khi người ấy định rời đi, tôi còn kéo ngược trở lại. Đập vào mắt của tôi lần này là đôi môi mỏng đỏ, giống hệt với đôi môi của Thịnh. Trong cơn say, tôi nhầm tưởng đó là Thịnh, nên tôi đã không kìm nén được nỗi nhớ một người quá lâu, mà nhổm đầu lên, cắn nhẹ đôi môi ấy một cái. Sau đó tôi liên tục nói nhớ anh. Rồi cuối cùng tôi không định nổi cơn buồn ngủ và rượu cồn, tôi ngủ thiếp đi, một mạch tới khi trời sáng hẳn. Sau khi nhớ hết ra thảy mọi chuyện, nội tâm của tôi vô cùng xấu hổ. Thậm chí không có cái hố nào để cho mình chui xuống ngay lập tức. Tôi dè dặt nhìn Khánh, thấy trên môi còn chút dấu vết, hình như là vết cắn của tôi đêm qua. Cũng may là anh không vạch trần chuyện này, không thì tôi không biết phải đối mặt và giải thích với anh sao nữa. Khánh thấy tôi hồi lâu không nói gì thì liền bảo: "Còn đứng đó giả ngơ với tôi à?" Tôi không biết xử lý chuyện này thế nào, nên giả vờ lảng tránh sang chuyện khác. "Mà cái áo anh mua cách đây 3 hôm, chẳng lẽ mùng 1 Tết anh đã đi mua sắm rồi à sếp?" "Tôi thích đấy, có sao không?" "À không sao, thế lạ nên tôi hỏi thôi." "Cô đừng có đánh trống lảng nữa, tính giải quyết sao đây?" "Ờ thì chuyện tôi giật lông mi của anh là tôi sai, tôi xin lỗi." "Xin lỗi là xong à? Nếu cứ làm sai mà xin lỗi là xong thì cuộc đời này không cần đến pháp luật." "Vậy hay tôi đi mua lông mi giả gắn lại cho anh nhé." Nghe tôi nói như vậy, khóe môi của Khánh mấp máy một hồi như muốn nói gì đó. Cuối cùng anh xoay người rời đi, dáng vẻ đúng kiểu quá bất lực với tôi nên không thèm chấp nữa. Khi anh đi ra tới cửa, anh dừng lại một chút rồi bảo: "Còn ngồi đơ ra đó, tôi chuẩn bị ra ngoài rồi." "Tôi biết rồi, tôi về luôn đây." Từ nhà Khánh, tôi bắt taxi về thẳng nhà mình. Vừa mở cửa đã thấy cái Yến đang ngồi bàn ăn mì tôm. Nhìn thấy nó, tự nhiên tôi lại giật bắn mình, giống như đi ăn trộm bị chủ nhà phát hiện. Kỵ Yến thấy tôi thì liền đặt đôi đũa xuống, khóe môi nó mấp máy đang định nói gì đó thì tôi bảo: "Mày lên bao giờ thế?" "Tao sợ mày buồn nên lên lúc tối qua, tao đang định hỏi mày đấy. Mày đi đâu cả đêm làm tao chờ mãi, gọi điện thì không liên lạc được." "Ờ, điện thoại tao có tắt đâu nhỉ, cũng có thấy cuộc gọi nào của mày đâu. Mà lúc hôm qua tầm 8 giờ tao đi, mày đã về đâu?" "Ông anh con nhà bác tao lúc 9 giờ có việc lên Hà Nội, tao đi nhờ ông ấy. Tao về đến nhà là gần 11 giờ mà." Gần 11 giờ, tầm đó là tôi đang uống rượu cùng Khánh ở quán nướng. Nghĩ lại cảnh tượng đó, tôi đờ ra mất vài giây. Kỵ Yến lại hỏi tiếp: "Thế rốt cuộc là mày đi đâu cả đêm qua?" Tôi lắp bắp nói đại một lý do: "Tao đi chơi với bạn." "Bạn nào? Ở Hà Nội ngoài tao ra thì mày còn thân với ai nữa? Sao tao không biết nhỉ?" Kỵ Yến nhíu mày nhìn tôi rồi bất ngờ nói tiếp: "Đừng có nói với tao là mày đi chơi với anh Phong nhé. Bảo sao lúc tao về thấy xe ông ấy đậu trước cửa, tao chưa kịp gọi thì đi luôn. Có phải lúc đó mày ngồi trong xe anh Phong không?" Tôi sợ Kỵ Yến hiểu lầm mình với Phong, với lại tôi biết không thể giấu được nó, vì các mối quan hệ xung quanh tôi nó đều biết thừa, nên đành khai thật, kể tường tận cả lý do vì sao tôi phải đi cùng với Khánh. Kỵ Yến khi nghe xong thì kinh ngạc nhìn tôi, mắt chữ A, mồm chữ O hỏi lại: "Tức là đêm qua mày ngủ ở nhà ông Khánh á?" "Ừ, thì lúc đó tao say có biết cái quái gì đâu. Tao say tới mức nôn ọe trên xe và áo ông ấy nữa cơ mà." "Thế sáng nay ông ấy bảo sao không?" "Bà tao chịu trách nhiệm với cái áo, mà cái áo gần 300 củ, tao lấy đâu ra tiền mà đền." "Rồi sao nữa?" "Ông ấy đuổi tao về, còn ông ấy đi công việc gì đó tao chẳng rõ." "Ê, nói vậy là kiểu bắt đền cho có thôi, chưa kể ra không đền cũng được mà." "Tao chẳng biết nữa, còn làm việc với nhau lâu dài mà, biết đâu đi làm ông ấy lại đòi tiếp, có khi lại trừ thẳng vào lương thì bỏ mẹ." "Không,
Tao không nghĩ là tới mức vậy đâu. Có thể giá trị chiếc áo với mình là lớn, nhưng với ông ấy như cái đinh gì thôi. Cũng mong là ông ấy không chấp nữa. Nói xong, tôi thở dài một hơi. Cái Yến tự nhiên ngồi đơ ra mất 15 giây, rồi đột nhiên bảo: Tự nhiên tao nghĩ có khi nào mày với ông Khánh sẽ có ngày lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén không? Ê ê, mày đừng có mà nghĩ bậy. Ông ấy có đối tượng kết hôn rồi. Còn tao, mày cũng biết mục đích tao tiếp cận ông ấy là vì gì mà. Nhưng mà bây giờ tao cứ thấy mày với ông ấy đang giống kiểu nam nữ chính trong mô típ chuyện ngôn tình mà tao từng đọc lắm đấy nhá. Kiểu như nữ chính tiếp cận nam chính có mục đích, nhưng lâu ngày không biết yêu từ bao giờ. Còn Hâm, ngôn tình không có ở đời thực đâu. Cũng giống như hoàng tử yêu cô bé lọ lem, chỉ ở trong chuyện cổ tích thôi. Mày đừng nghĩ lung tung cho tao nhờ. Ờ, để rồi xem. Thôi kệ mày đấy, tao cũng đi pha mì tôm ăn đây. Tối qua uống nhiều rượu, bây giờ ruột gan cồn cào, khó chịu quá. Ừ đi đi. Thấm thoát gần chục ngày Tết trôi qua, mồng 6 chúng tôi bắt đầu quay trở về với công việc. Sau Tết, công việc dồn đến, ai cũng tất bật, bận rộn. Lúc tôi đến đã thấy Khánh ngồi trước bàn làm việc. Tôi thấy vậy liền đi nhanh về phòng làm việc của mình. Thế nhưng chưa kịp ngồi xuống ghế, điện thoại nội bộ trên bàn vang lên cuộc gọi từ phòng xếp tổng. Tôi vội vàng bấm nhận máy, giọng Khánh vang lên: Sang phòng làm việc của tôi. Đúng là chẳng có cái khổ gì bằng cái khổ mắc lỗi với sếp. Sau chuyện đêm say hôm đó, đối mặt với Khánh, lòng tôi cứ nơm nớp một cách khó hiểu. Có khi nào anh lại gọi tôi sang bắt đền cái áo không? Thế nhưng không còn lựa chọn nào, tôi đành phải đi đến gõ cửa gọi: Sếp, vào đi. Tôi mở cửa bước vào, Khánh đang cúi đầu ký giấy tờ gì đó. Thấy tôi, anh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ bảo: Trên bàn là những hợp đồng cần gấp, cô đem về soạn luôn cho tôi, muộn nhất là 4 giờ chiều nay phải xong. Còn nữa, sáng mai có cuộc họp cổ đông, đây là những báo cáo của các phòng ban nộp lên, cô tổng hợp lại đi. Tôi vốn đang ôm nỗi sợ bị Khánh bắt đền cái áo, nên khi biết anh chỉ sắp xếp công việc bình thường thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bản thân cứ lo nghĩ xa xôi. Dù sao Khánh cũng là một người không có gì ngoài tiền, làm sao có thể đi so đo mãi một chuyện với người phạm sai lầm trong lúc say rượu chứ. Nghĩ vậy, giọng tôi cũng dõng dạc hơn: Vâng, anh còn cần gì nữa không? À, có cần tôi pha cà phê không? Khánh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt hơi nheo lại, rồi khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười như có như không. Cô đang cố gắng sửa chữa sai lầm với tôi à? Bình thường nếu như tôi không sai thì cô có tự giác pha cà phê cho tôi đâu. Tôi chột dạ, tròn xoe mắt nhìn anh một hồi, cuối cùng mặt dày đáp: Tôi có lỗi lầm gì đâu mà phải sửa chữa. Nếu như anh không uống thì tôi xin phép về phòng làm việc tiếp đây. Nói xong, tôi nhanh chóng cầm tập hồ sơ trên bàn rồi vội bước đi. Khi ra đến cửa, tôi còn quay lại nói thêm câu: Năm mới hoan hỉ, vui vẻ nhé sếp. Khánh ngồi đơ ra nhìn tôi, chắc có lẽ không nghĩ tôi lại mặt dày đến thế. Khi tôi ra ngoài cửa rồi, vẫn cảm giác ánh mắt anh đang dõi theo mình. Quay trở về bàn làm việc, vì hợp đồng cần gấp, tôi sợ bị chậm trễ nên tập trung làm một mạch không nghỉ trưa. Soạn xong đúng hợp đồng là lúc 1 giờ 30 phút chiều. Có lẽ Khánh thấy làm nhanh hơn ngày thường nên ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nhanh nhẹn nói trước: Anh yên tâm, hợp đồng tôi soát lại rất kỹ rồi mới nộp cho anh. Không nghỉ trưa à? À, tôi sợ không kịp nên không nghỉ. Làm xong rồi nghỉ sau cũng được. Thế là cũng chưa ăn trưa? Vâng, tôi cũng không đói lắm. Trong phòng riêng của tôi, trên tủ có hộp mì xào, lấy mà ăn. Hả? Hả cái gì? Tôi không muốn ngày mai có tin đồn cô lăn quay ở trong phòng làm việc vì đói, mang tiếng tôi ra. Tôi nhận ra con người này, tuy lắm lúc có hơi độc mồm độc miệng một chút, nhưng bụng dạ cũng không đến nỗi. Tôi tủm tỉm cười đáp: Cảm ơn sếp, và tôi không khách sáo nữa. Nói xong, tôi đi vào phòng riêng của anh lấy đồ, rồi mang về phòng mình. Có vẻ hộp mì mới mua cách đây không lâu nên còn ấm. Ăn xong thì tôi bắt đầu làm việc tiếp, còn Khánh đi ký hợp đồng với khách hàng. Sáng hôm sau, vì có cuộc họp cổ đông nên tôi phải dậy sớm hơn ngày thường. Lẽ ra là đến công ty sớm để chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất, nhưng trên đường đi lại bị tắc đường. Thành ra khi đến công ty là lúc sát vào giờ làm. Tôi vội vã chạy trên đôi giày cao gót,
đem tài liệu mà mình đã tổng hợp ngày hôm qua nộp cho Khánh. Khi thấy tôi, hàng lông mày của anh hơi nhíu lại. Tôi đoán có thể là do nhìn thấy bộ dạng hớt hải của tôi, hoặc là không hài lòng vì tôi đến hơi muộn. Sếp, tài liệu tôi đã chuẩn bị xong, anh có cần xem qua không? Để trên bàn đi, 10 phút nữa bắt đầu cuộc họp. Vâng, tôi biết rồi. Tôi đặt tập tài liệu xuống bàn, đang định rời khỏi phòng thì nhìn thấy cả vạt anh bị lệch so với cổ áo. Bình thường anh rất sạch sẽ và chỉn chu, quần áo dù làm việc cả ngày hay đi lại nhiều vẫn tươm tất, thẳng tắp và thơm tho. Cũng sắp đến giờ họp cổ đông, tôi nhìn thấy vậy mới bảo, sếp, cà vạt hơi bị lệch so với cổ áo rồi, chỉnh lại giúp tôi. Hả? Đó cũng là công việc của một thư ký đấy, cô không biết à? Nói xong thì Khánh rút điện thoại ra bấm bấm gì đó, có vẻ là đang rất mải. Thế là tôi đành phải đi đến gần anh. Dù hơi ngại nhưng anh nói đúng, đây cũng là công việc của tôi. Khánh rất cao, tôi cao 1m65, nhưng anh vẫn cao hơn tôi một cái đầu, có nghĩa là anh cao khoảng 1m85 gì đó. Đứng sát anh, hô hấp của tôi như chậm lại. Từ trước đến giờ tôi thường nghĩ những thứ đẹp đẽ không dấu vết chỉ là nhìn thấy từ xa. Bởi khi nhìn xa có giới hạn về tầm nhìn nên tạo cho người ta cảm giác mơ hồ. Khi cảm giác mông lung này làm cho con người ta tự tưởng tượng ra một vẻ đẹp hoàn hảo, sau đó sẽ hình thành nên một hình ảnh hoàn mỹ nhất từ cái mà bản thân thấy và cái mà mình tưởng tượng ra. Nhưng hóa ra tôi đã sai lầm. Trên đời này còn có một vẻ đẹp mà khi nhìn xa hay gần đều đẹp tới mức hoàn mỹ, tự như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Đường nét khuôn mặt của anh hài hòa vô cùng, mắt anh sáng khí, lông mày cao như cây cung kéo dài, sống mũi cao thẳng, dưới mũi là đôi môi mỏng đỏ quyến rũ. Nhất là khi cảm nhận rõ từng nhịp đập trái tim trong lồng ngực của anh, đó là trái tim của người đàn ông tôi yêu, khiến tôi bất giác nhói lên. Đúng lúc tâm tư rối loạn thì bất ngờ có tiếng cửa phòng đột ngột mở ra, sau đó là một giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên. Anh, em về rồi. Giọng cô gái kia nói đến đó thì im bặt, còn tôi giật mình buông cả vạt ra, tự động lùi về sau vài bước. Không biết vì cái gì mà tự nhiên tôi gần như muốn nín thở, trái tim đập nhanh hơn bình thường, bởi vì sợ hiểu lầm, bởi vì kinh ngạc, cũng bởi vì tôi đoán ngay ra được đây có lẽ là vợ tương lai trong truyền thuyết của anh. Cô ấy rất xinh, mới thoạt nhìn tôi đã đoán được là con của nhà tiểu thư lá ngọc cành vàng, dáng người mảnh khảnh, thuộc tuýp người phụ nữ dịu dàng mỏng manh, khiến người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn sinh lòng muốn bảo vệ che chở. Cô ấy nhìn thấy chúng tôi, mặt mày ngơ ra vài giây. Trong phút chốc tôi thấy ánh mắt lộ rõ vẻ sững sờ cùng nghi hoặc. Thế nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt đó liền bị thu lại, thay vào đó là sự bình tĩnh cùng nụ cười trên khóe môi. Chắc em là thư ký mới của anh Khánh à? Tôi lúng túng đáp. Dạ vâng ạ, cà vạt của sếp bị lệch, em vừa chỉnh lại. À ừ, chị biết mà. Chị tại bình thường chị vào phòng anh Khánh quen không gõ cửa, nên hôm nay mới đột xuất như vậy. À, em tên là Nhi phải không? Tôi không ngờ chị ấy lại còn biết cả tên của tôi. Không biết có phải tôi đa nghi hay không, nhưng sao tôi cứ có cảm giác chị đã nắm trong tay khá khá thông tin về tôi. Tôi gật đầu đáp. Dạ vâng ạ. Chị là Khuê, rất vui được gặp em. Mong sau này em sẽ là một thư ký đắc lực của anh Khánh, để anh ấy không tốn thời gian trong việc đi tìm thư ký nữa, đúng không anh? Nói xong thì chị Khuê ngước mắt lên nhìn anh Khánh, miệng nở ra nụ cười tươi như hoa. Khánh vẻ mặt bình thản, nói đúng hơn là trước sau như một, chẳng thể hiện cảm xúc nào cả. Anh không trả lời các câu hỏi của chị Khuê mà quay sang bảo với tôi. Cô đến phòng họp chuẩn bị trước đi, rồi tôi đến luôn. Dạ vâng. Trước khi đi, tôi có gật đầu nhẹ với chị Khuê một cái thay cho lời chào. Chị Khuê cũng đáp lại bằng nụ cười nhẹ. Ra đến gần cửa, tiếng Khánh cất lên phía sau. Em về bao giờ? Em vừa đáp xuống sân bay, lại đi thẳng tới đây gặp anh luôn đấy. Anh chuẩn bị có cuộc họp, em về trước đi. Em ngồi đây chờ anh. Sau khi họp xong, anh còn phải đi gặp đối tác, khi nào rảnh anh gọi. Tôi nghe được tới đó thì không nghe rõ nữa, bởi vì khoảng cách của tôi càng lúc càng xa với căn phòng. Tôi chuẩn bị sẵn cà phê và nước cho từng người trong phòng họp xong thì Khánh từ ngoài bước vào. Mọi người trong phòng họp đang xì xào nói chuyện với nhau. Khi thấy anh, cả phòng liền im bặt. Người nào người nấy đều đứng dậy. Thì Khánh giơ tay ra hiệu cho mọi người ngồi yên. Sau đó
anh ngồi xuống vị trí của mình, là chiếc ghế đầu cao nhất, chính giữa bàn họp. Tôi là thư ký nên chuẩn bị sẵn tài liệu cần thiết cho anh xong thì lùi về sau phía sau lưng anh. Sau đó cuộc họp bắt đầu. Từng vị lãnh đạo các phòng ban lên báo cáo tình hình với anh. Vẻ mặt người nào người đấy đều dè dặt quan sát sắc mặt anh, khiến tôi liên tưởng tới các bá quan ngày xưa khi lên triều báo cáo với hoàng đế. Khi các phòng ban báo cáo tình hình, anh đều tập trung lắng nghe, thái độ lịch sự, chăm chú dõi theo người thuyết trình. Anh ít khi ngắt lời họ, chỉ đặt câu hỏi nào đó khi chưa hiểu rõ, trả lời được là xong. Anh khiến cho những người thuyết trình cảm thấy được trân trọng, như thể chí lớn gặp nhau. Nhưng khi đối diện với những vị cổ đông chỉ quan tâm lợi nhuận, quan tâm về túi tiền họ được bao nhiêu, thì Khánh lại rất lạnh lùng quyết đoán, tác phong hệt như một vị hoàng đế, khiến cho những người đó dù cứng đầu mấy cũng phải khép nép dè chừng. Cuộc họp kéo dài 2 giờ đồng hồ thì kết thúc. Khánh đứng dậy, cài cúc áo vét, khóe môi nở ra một nụ cười, nhưng mặt rất uy nghiêm. Tôi hy vọng tất cả mọi người cố gắng làm thật tốt những dự án và những kế hoạch đề ra. Cái tôi cần là kết quả, chứ không phải là những kế hoạch trên trang giấy. Mọi người hãy nhớ, ở thời buổi cạnh tranh khốc liệt hiện nay, có được một ngày làm việc bận rộn chính là may mắn. Tất cả mọi người đều đồng thanh. Dạ vâng sếp, chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết mình. Khánh gật đầu một cái rồi bước đi. Tôi liền bước theo sau anh rời khỏi phòng họp, rồi trở về phòng làm việc. Thế nhưng tôi còn chưa ngồi nóng chỗ thì Khánh bước vào. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn anh. Hơn một tháng làm việc, đây là lần đầu tiên Khánh bước vào phòng làm việc của tôi. Sếp. Khánh vẻ mặt bình thản bảo, cô chuẩn bị đi ra ngoài gặp đối tác với tôi. Vậy còn đống hợp đồng này tôi... Để làm sao đi. Vâng, tôi biết rồi. Đi theo Khánh đến một phòng làm tiệc cao cấp ở trong khách sạn. Lúc chúng tôi đến, có một người đàn ông trạc tuổi của Khánh chờ sẵn. Vừa thấy chúng tôi, người đàn ông liền đứng dậy, cười tươi nói, Khánh, cậu đến rồi. Dương, cậu chờ tôi lâu chưa? Không lâu, tôi cũng vừa mới tới thôi. Nói xong, người đàn ông tên Dương quay sang nhìn tôi. Khánh thấy vậy liền chỉ vào tôi giới thiệu, đây là thư ký của tôi, tên là Nhi. Rồi chỉ vào người đàn ông, đây là đối tác của công ty chúng ta bên ngành xa xỉ phẩm, cũng là bạn của tôi, tên là Dương. Khánh vừa dứt lời thì Dương đã chủ động chìa tay về phía tôi. Chào em, rất vui được gặp em. Theo phép lịch sử, tôi cũng đưa tay ra đáp lại. Dạ vâng, chào anh. Anh nghe nói em là cô thư ký thứ 7 trong suốt mấy tháng qua của bạn anh, cũng là cô thư ký được đánh giá là có tiềm năng trụ được lâu dài. Anh khâm phục em đấy, cô gái. Nghe vậy, tôi theo bản năng khẽ liếc nhìn Khánh, sau đó khóe môi nở ra một nụ cười gượng gạo đáp lại. Cảm ơn anh đã dành thầy lời khen cho em, nhưng quả thực là em rất bình thường thôi ạ. Không có gì đáng để anh khâm phục đâu. Được bạn anh lựa chọn đồng hành lâu dài, chắc chắn là phải giỏi rồi, không thể là bình thường được nữa. Dương vừa dứt lời thì Khánh bảo, hai người định đứng ở đây khen nhau tới bao giờ đây? Tôi không có thời gian đâu. À quên, tôi suýt nữa quên mất là cậu rất bận. Thôi mình ngồi xuống đi. Tôi đang định kéo ghế ngồi xuống thì Khánh đã tiện tay kéo luôn ghế giúp tôi. Dương muốn mời chúng tôi ăn một bữa cơm, nhưng Khánh từ chối vì đang bận, nên chỉ gọi mấy món ăn nhẹ, nhâm nhi thêm chút rượu vang. Tôi thì hôm nay nhìn thấy rượu đã sợ lắm rồi, nên khi rượu rót ra, tôi cũng để đó cho lịch sử thôi. Hai người bàn công việc, tôi ngồi bên Khánh ghi chép lại một số yêu cầu và thỏa thuận hai bên công ty để về bổ sung vào hợp đồng. Ghi chép xong, tôi cảm thấy cổ họng hơi khô. Bởi vì không muốn uống rượu nên tôi cầm chai nước tinh khiết để trên bàn, mở nắp. Không biết chai nước hôm nay nóng nắp quá chặt hay là tay của tôi có vấn đề mà tôi vặn tới hai lần không xong. Đang định bỏ cuộc đặt xuống thì bất ngờ Khánh lấy chai nước từ tay của tôi, hành động dứt khoát, xoáy nhẹ một vòng là xong. Sau đó anh đặt chai nước đã mở nắp xuống trước mặt của tôi, rồi tiếp tục quay ra bàn chuyển với Dương. Tôi ngơ ngác nhìn anh, tim như bị vật gì va đập vào. Hình như đó là sự cảm động đã lâu không có. Từ ngày Thịnh mất, tôi không còn cảm động vì sự quan tâm của đàn ông. Tôi lén hít một hơi thật sâu, đang thu lại ánh mắt thì lại bắt gặp ánh mắt của Dương đang nhìn mình. Đó là cái nhìn không phải có ý đồ gì, mà đầy vẻ thăm dò, thích thú, giống như anh đang nghi ngờ về mối quan hệ của tôi và Khánh.
Sau khi bàn công việc chính xong, hai người lại bàn luận thêm một số việc ngoài lề khác. Mới đầu tôi nghe cũng không hiểu lắm, bởi vì họ nhắc đến những công ty mà tôi chưa từng nghe thấy. Nhưng khi hai người nhắc đến công ty Phúc An, là công ty Phong đang làm việc, thì tôi mới chú ý hơn. Dương nói có vẻ như sản phẩm đợt này của Phúc An tương tự khá nhiều với Hoàng Long, cho nên thị trường đang đánh giá tranh nhau cực gắt. Phân tích một hồi, Dương đột nhiên cao giọng bảo: cậu nghĩ tới trường hợp là công ty có nội gián không? Chứ sao lại có thể tương tự nhiều sản phẩm như vậy chỉ trong một thời gian ngắn? Nghe vậy, tôi vô thức liếc nhìn Khánh để xem phản ứng của anh. Cuối cùng chỉ thấy anh nở ra một nụ cười nhẹ, rồi cầm ly rượu cạch vào ly của Dương. Sau đó nhấp môi một ngụm, nhưng ánh mắt của anh rất sắc, như thể nhìn thấu lòng người. Thấy vậy, Dương lại nói tiếp: cậu không nghĩ tới trường hợp đó sao? Khánh không trả lời câu hỏi của Dương, không biết vì gì hay là vì có tôi ở đây nên không tiện nói. Anh bảo: uống đi. Dương nghe vậy cũng không nói gì tới vấn đề này nữa. Về sau, Dương đổi chủ đề hỏi: mà tôi nghe tin Lan Khuê mới về nước rồi à? Khánh thái độ dửng dưng đáp: ừ, thấy bảo về sáng nay. Hôm trước cô ấy bảo với tôi là sẽ về hẳn đấy. Bố mẹ cô ấy cũng sốt ruột chuyện hôn nhân của cô ấy lắm rồi. Thế hai... Tôi yên lặng lắng nghe, thực lòng rất muốn nghe từ Khánh nói ra về mối quan hệ của hai người, ví dụ như bao giờ kết hôn. Nhưng lời của Dương chưa dứt thì Khánh đã cắt ngang hỏi ngược lại: tôi cũng nghe nói dạo này cậu đang quen với cô gái nhà Nhật Quang, lại còn sắp kết hôn. Đây là tin thật hay là tin giả đấy? Chúng tôi đang quen nhau là thật, nhưng chuyện sắp kết hôn là giả. Cô ấy là con gái bạn thân mẹ tôi, thế cũng hiền lành ngoan ngoãn, đi du học ở bên Hàn về, đang làm giám đốc marketing cho công ty gia đình. Nói chung là trước mắt thấy ổn, sau này không biết thế nào. Khánh gãy gật đầu. Một lát sau thì Khánh xin phép về trước. Thế nhưng chưa kịp chia tay thì một giọng nói ngạc nhiên vang lên: ơ, anh Khánh, anh Dương. Chúng tôi nhìn theo hướng phát ra giọng nói, cùng quay đầu lại, thấy chị Khuê đang từ cửa bước vào. Dương thấy vậy quay sang nói nhỏ với Khánh điều gì đó tôi không nghe rõ. Sau đó Dương tươi cười chào hỏi lại, còn Khánh thì trước sau vẫn một vẻ mặt lạnh như băng. Ủa Khuê, em đi đâu đây? Đừng nói với anh là em thuê người theo dõi anh Khánh đi nhá. Anh cứ trêu em, em có hẹn với bạn, không ngờ lại gặp hai anh ở đây. Nói xong chị Khuê quay sang nhìn tôi. Ơ, Nhi cũng ở đây à em? Dạ vâng, em đi cùng với sếp gặp đối tác ạ. À, thì giờ là hai anh đang bàn nhau chuyện làm ăn đấy hả? Dương gật đầu đáp. Ừ, tụi anh bàn về chuyện hợp tác nhưng xong xuôi cả rồi. Cũng lâu lắm mới có dịp tình cờ gặp nhau thế này. Hay là chúng ta ngồi lại uống với nhau vài ly đi. Nghe Dương nói như vậy, thật lòng là tôi không muốn ngồi xuống uống tiếp. Bởi vì dù sao ba người cũng là chỗ thân quen của nhau, tôi ở đây chẳng biết nói gì, cảm giác giống như người thừa. Cũng may đúng lúc này Khánh quay sang bảo tôi: cô về công ty trước đi. Tôi nhanh chóng đáp lại: vâng, vậy tôi xin phép về trước, công ty cũng đang còn nhiều việc, các anh chị về sau nhé. Giờ nghe vậy thì vẻ mặt hơi tiếc nuối, muốn giữ tôi lại. Còn chị Khuê cũng giữ, nhưng cảm giác miễn cưỡng vô cùng. Ra khỏi khách sạn, tôi bắt xe về thẳng công ty. Lúc về đến cũng là lúc nghỉ trưa, tôi đang đứng chờ thang máy thì chị Hà từ trong thang máy bước ra. Thấy tôi, chị Hà liền bảo: ơ Nhi, em vừa đi ra ngoài về đấy à? Dạ vâng, em vừa ra ngoài gặp đối tác với sếp. Thêm ăn trưa chưa? Em chưa ạ. Vậy đi ăn cùng với chị luôn đi. Tôi vốn là muốn về phòng cất đồ, nhưng chị Hà rủ nên tôi đã gật đầu đồng ý. Tôi và chị Hà xuống nhà ăn của công ty. Đang ăn thì chị Hà bảo: năm nay nhiều công ty đầu năm không có việc làm lắm, vậy mà công ty mình mới đầu năm việc đã chất đống em ạ. Bọn chị tối nay phải tăng ca đến 9 giờ để lọc hồ sơ, xin việc rồi chỉnh lên sếp đấy. Vâng, em cũng nghe bảo năm nay nhiều công ty ít việc lắm, công nhân thất nghiệp đầy ra. Mình vẫn còn nhiều việc là may mắn đấy chị. Ừ, hơi bận một tí nhưng không lo kinh tế, với lại tính sếp cũng chẳng để cho mình thiệt đâu. Dạ vâng. À, mà em gặp bà Khuê chưa? Là vợ chưa cưới của sếp đấy ạ. Em gặp rồi chị. Nói nhỏ em nghe cái này nhé, chị không biết có phải là vợ chưa cưới của sếp thật không, nhưng mà thấy sếp dửng dưng lắm, toàn thấy bà ấy sấn sổ đến sếp thôi. Mà em cũng phải cẩn thận, nghe nói bà ấy không phải là dạng vừa đâu.
Nhờ được lời cảnh báo của chị Hà, thực ra vấn đề này cũng không tiện nói nên tôi chỉ đáp: dạ vâng, em biết rồi ạ. Vì bận rộn nên thời gian trôi rất nhanh. Chớp mắt tôi đã đi làm được 3 tháng. Tôi ngày càng quen với công việc, mỗi ngày lại cảm thấy chuyên nghiệp hơn. Và dần dần cũng có cảm giác yêu thích vì cuộc sống trôi qua khá bình yên, không cần tranh đấu, tranh giành với ai. Khánh tuy lạnh lùng nhưng cũng là người công bằng, công tư phân minh. Áp lực rất lớn nhưng anh không để cảm xúc xen lẫn công việc, càng không tùy tiện nổi nóng, chút giận lên người khác như một số ông chủ hay giận cá chém thớt. Kiểu như tức giận với đối tác nhưng không làm gì được, đành về chút giận lên đầu của nhân viên. Dạo này tôi cũng ngừng khóa học làm thư ký chuyên nghiệp. Thay vào đó tôi chăm chỉ đọc sách về quản lý, kinh tế nhiều hơn. Hy vọng là việc mở mang kiến thức sẽ giúp cho mình trở thành một thư ký toàn diện hơn. Sáng hôm đó tôi vừa bước đến cửa phòng Khánh, đang định gõ cửa hỏi anh có muốn uống cà phê không thì nghe thấy giọng anh vọng ra: mới có sáng sớm mới đến tìm con có việc gì thế? Giọng người phụ nữ vang lên với kiểu hơi dỗi: lâu lắm không được gặp con trai của mẹ, mẹ tới thăm con không được sao? Cuối tuần con về, mẹ cần gì phải cất công đến đây? Mẹ còn tưởng là con quên mẹ luôn rồi chứ. Mẹ biết công việc của con bận thế nào mà. Con chỉ biết đến công việc thôi, thế đời sống tình cảm con tính sao? Mẹ lại nữa rồi, con bé khuê về nước hơn tháng nay mà sao con vẫn chưa dẫn con bé đến nhà mình ăn cơm? Mẹ nghe nói hôm trước con còn để cho con bé chờ cả tiếng, rồi cuối cùng con lại bảo là bận không đến được. Là một thằng đàn ông sao con phũ thế hả Khánh? Chẳng giống bố con tí nào. Hôm đó con cũng có việc bận thật, chứ đi chơi đâu mà mẹ trách con. Với lại con cũng bảo cô ấy từ trước rồi, là cô ấy cố chấp chờ đấy chứ. Con bận thế chắc con bé nó không bận sao? Chẳng qua là vì con nó phải sắp xếp lại công việc để chu toàn mọi thứ. Mẹ không muốn nói nhiều đâu, năm nay con 34 tuổi rồi đấy, mau chóng sắp xếp rồi kết hôn đi. Cả nhà ai cũng mong muốn có cháu chắt bế rồi. Giả như con chưa có đối tượng để kết hôn đã đành. Đằng này đối tượng rõ ràng rành rồi, ai cũng ưng mắt, con còn chần chừ gì nữa? Chưa kể nhà bác Khiết với nhà mình cũng là chỗ thân quen từ lâu. Con bé Khuê nó vừa xinh đẹp giỏi giang. Mẹ bây giờ cũng đã có tuổi rồi, mẹ chỉ còn mỗi mình con. Con định để cho mẹ đến khi xuống lỗ vẫn không có cháu bế hay sao? Tôi đứng ngoài cửa, vốn là không định nghe trộm đâu, nhưng phòng hé mở nên những âm thanh bên ngoài lọt ra khá rõ ràng. Với lại khi nghe đến chuyện hôn nhân của Khánh, như có một lực nào đó níu chân tôi lại. Tôi nghe tiếng Khánh nặng nề đáp: rồi kiểu gì con cũng lấy vợ, chỉ là sớm hay muộn thôi. Mẹ không cần phải dục con đâu. Mẹ yên tâm, mẹ vẫn trẻ khỏe lắm, cứ vui vẻ đi du lịch với bố, với bạn bè, đừng bận tâm đến con cho mệt. Chỉ là sớm hay muộn, thế con nói thế hóa ra là bằng nhau à? Mẹ không biết đâu, nếu như con còn coi mẹ là mẹ thì trong năm nay phải kết hôn đi. Còn nữa, con bé Khuê nó về nước hẳn rồi đấy, làm gì thì làm cũng phải dành thời gian cho nó. Con gái có xuân thì thôi, đừng bắt con gái nhà người ta đợi lâu. Bà vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của Khánh vang lên. Anh vội vàng nghe điện thoại xong bảo với bà: con phải sang ngoài có việc rồi, mẹ có muốn về luôn không? Mẹ đang nói chuyện với con mà. Cuối tuần con về rồi nói tiếp, con có việc bận thật đấy mẹ. Vậy con cứ đi trước đi, mẹ về sau. Dạ vâng. Sau đó là tiếng bước chân vang lên. Tôi thấy vậy thì vội vàng bước nhanh về phòng làm việc của mình. Thế nhưng vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa được 10 phút thì cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên từ ngoài bước vào. Tôi lặng lặng nhìn bà ấy một lượt, ăn mặc vô cùng sang trọng, quý phái. Từ trên xuống, mặc một cây hàng hiệu. Đặc biệt là khuôn mặt của bà ấy rất đẹp, toát lên vẻ sang trọng của một phu nhân quyền thế. Tôi đoán chắc chắn đây chính là mẹ của Khánh. Tôi liền đứng dậy, cúi đầu chào: cô ạ. Bà ấy cũng khẽ nhìn tôi một lượt rồi mới lên tiếng: cô là thư ký của thằng Khánh à? Dạ vâng ạ. Cô làm lâu chưa? Cháu làm được gần 3 tháng rồi ạ. Coi bộ cũng giỏi nên được thằng Khánh giữ lại lâu ha. Cháu cảm ơn cô đã khen. Mà cô muốn uống gì không để cháu pha ạ? Không cần đâu, cô cứ ngồi xuống đi, tôi có chút việc cần trao đổi với cô. Dạ vâng. Thằng Khánh chiều nay có lịch trình thế nào? Dạ, 2 giờ chiều nay sẽ có cuộc họp nội bộ với các cán bộ trong công ty. Cuộc họp kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ.
Tới 4 giờ chiều, sếp có cuộc họp với sếp Dương bên công ty Bình Minh. Cậu Dương là bạn thằng Khánh phải không? Dạ vâng ạ. Được rồi, vậy thì hãy đổi lịch gặp thằng Dương sang lịch gặp Lan Khuê cho tôi. Tôi đưa ra mất mấy giây không hiểu cho lắm. Bà lại nói tiếp. Hẹn cậu Dương vào sáng mai đi. Cô yên tâm, tôi sẽ nói lại với cậu Dương nên điều này cô không cần phải lo. Dương là bạn thân của thằng Khánh, nó không khác gì một người nhà với tôi nên không phải đáng ngại. Có điều tôi nhờ cô giúp một chuyện. Chiều nay đúng 4 giờ cô cứ nhắc thằng Khánh đến địa điểm đã hẹn từ trước giúp tôi. Tuyệt đối không được nói là đi gặp Lan Khuê. Tôi muốn tạo cho hai đứa có thời gian hẹn hò với nhau. Nhưng nếu như sếp Khánh đến đó mà không gặp sếp Dương thì sao ạ? Cô không cần phải lo hay quan tâm. Tôi sẽ tự có cách sắp xếp. Miễn sao đừng để thằng Khánh biết là tôi nhờ cô đổi lịch nhé. Nếu như nó không đến điểm hẹn thì tôi sẽ là người đuổi việc cô trước. Còn nếu như thằng Khánh đến điểm hẹn thì cô yên tâm, tôi hứa bằng danh dự của mình, cô tuyệt đối sẽ không bị đuổi việc. Mệnh lệnh đã quá rõ ràng, chưa kể đây còn là mẹ của sếp, tôi không dám đắc tội hay làm trái ý nên chỉ có thể đồng ý. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Được rồi, làm việc đi. Dạ vâng. Nói xong thì bà cầm túi sách bước đi. Suốt từ lúc gặp bà trở đi, tôi không sao tập trung làm việc được, đầu toàn quanh quẩn mấy chuyện cá nhân của Khánh. Người giàu hẹn hò với người yêu phải phức tạp như vậy sao? Khánh có thực sự yêu cô ấy hay không? Tại sao yêu lại thấy anh hở hững thở ơ như vậy? Hay do bản tính của anh lạnh lùng nên cách yêu cũng khác người chăng? Rồi nếu như tôi làm theo lời mẹ Khánh, không biết anh sẽ tức giận với tôi cỡ nào. Trời ạ, một đống câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi, khiến tôi rối như tơ vò. Nhưng lúc này tôi biết là mình không còn lựa chọn nào khác, đành phải theo lời của mẹ Khánh nói thôi. Ai bảo vì bà là mẹ của Khánh chứ. Có điều cứ nghĩ đến buổi hẹn hò của anh và chị Khuê, chẳng hiểu sao tâm trạng của tôi không thể nào vui vẻ được. Rõ ràng tôi đâu có tình cảm đặc biệt gì với anh ta. Phải chăng là vì trái tim đang đập trong cơ thể anh ta là của người đàn ông mà tôi yêu nhất? Trái tim đó đã từng khiến cho tôi yêu ra giết, bây giờ lại hướng đến một người phụ nữ khác. Tôi có chút buồn bực, không nỡ, không muốn. Buổi chiều khi Khánh tan họp xong, tôi dù không muốn vẫn phải nhắc nhở anh lịch 4 giờ chiều ở khách sạn Royal. Khánh gật đầu hỏi lại tôi. Hẹn gặp với Dương à? Nghe Khánh hỏi lại, tôi căng thẳng vô cùng, cổ họng hơi nghẹn lại, lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc, mãi mới nói được từ vâng. Tôi biết rồi, cô cứ về phòng làm việc tiếp đi. Một lát sau thì thấy Khánh rời đi. Từ lúc đó dây thần kinh của tôi hệt như một chiếc dây chun bị kéo căng, chỉ cần thêm một chút là đứt đôi. Tinh thần không tốt nên tôi làm gì cũng không xong, bản thảo sửa đi sửa lại nhiều lần. Chưa kể tự nhiên đang ngồi thì mí mắt trái giật giật. Tôi tra thử Google, kết quả hiện ra giật mắt trái khung giờ này có thể là bạn sắp gặp vấn đề rắc rối. Tôi chột dạ, tim đập nhanh hơn, không nghĩ lại linh ứng đến như thế. Có thể giờ này ở khách sạn Khánh đang muốn bóp chết tôi chẳng hạn. Tôi cố gắng gạt đi những rối ren trong đầu để bắt tay vào làm việc. Khi tôi vừa chuyên tâm được một chút thì ông trời đúng là biết trêu ngươi. Máy in hỏng nên tôi đành phải tới phòng ký Yến xin in nhờ. Lúc tôi quay trở về phòng, đang bước trên hành lang thì gặp chị Hà. Chị thấy tôi thì liền kéo tay lại hỏi. Này, sếp vừa ra ngoài gặp ai về em? Tôi không dám trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Sao thế chị? Sếp vừa ra ngoài chưa đầy một tiếng mà khi quay trở về gương mặt căng thẳng thẳng lắm, giống như cả thế giới đắc tội với sếp vậy. Chị chưa bao giờ thấy sếp như vậy đâu, đáng sợ quá. Hả? Sếp về rồi á chị? Ừ, chị vừa mang nộp báo cáo cho sếp. Tóm lại, em làm thư ký thì càng phải cẩn thận nhé. Bây giờ mà nhỡ miệng một cái là mất việc như chơi ý. Mà thôi, chị về phòng làm việc đây. Dạ vâng. Tôi đem theo tâm trạng nơm nớp lo sợ về phòng làm việc. Chị không ngờ Khánh lại về sớm hơn tôi nghĩ. Từ lúc đi tới lúc về chưa đầy một tiếng, như vậy không biết hẹn hò kiểu gì. Tôi vừa ngồi xuống bàn làm việc, tiếng chuông điện thoại nội bộ trên bảng vang lên. Tôi cho cô 30 giây để vác mặt đến phòng của tôi. Trái tim của tôi co rúm lại, nhìn về phía phòng của Khánh. Dù chưa nhìn thấy sắc mặt anh, nhưng tôi cảm giác đại hỏa sắp ập xuống đầu mình. Thế nhưng tôi vẫn phải vội vàng đứng dậy, chạy nhanh về phía phòng của anh.
Khánh ngồi trước bàn làm việc, gương mặt không chút cảm xúc. Tôi không nhìn nổi ra anh đang nghĩ cái gì. Hai tay của tôi nắm chặt đến mức mồ hôi túa ra, lắp bắp nói: "Sếp." Khánh lúc này nhìn thẳng vào mặt của tôi, ánh mắt của anh lạnh đến mức khiến cơ thể của tôi không rét cũng run. Anh chỉ nói đúng một chữ: "Giỏi." Dù tôi không tự ý thay đổi lịch trình của anh, dù bị mẹ anh ép buộc, nhưng cuối cùng, nói gì thì nói, tôi vẫn là người sai. Tôi biết là mình không thể trốn tránh cái sai được, nên liền nói: "Sếp, tôi xin lỗi." Mở cái miệng ra là xin lỗi, không thấy nhà mà. "Tôi..." Cô giỏi hơn tôi nghĩ nhiều đấy. Có khi bây giờ đã đủ khả năng để leo lên đầu của tôi mà ngồi rồi. "Tôi không dám." Tôi vừa dứt lời thì Khánh cao giọng nói: "Tự ý thay đổi lịch trình của tôi, cô còn dám thì có gì mà cô không dám làm nữa?" Đó là vì mẹ anh bảo tôi làm. Nếu không có mẹ anh, tôi có ăn gan hùm cũng không dám." Nói xong, tôi thấy khuôn mặt Khánh lúc này mới giãn nhẹ ra một chút. Tôi lại nói tiếp: "Với lại tôi thấy là việc hôn nhân đại sự của anh cũng quan trọng không kém công việc đâu sếp ạ." Chẳng biết là tôi đã nói gì sai mà khuôn mặt của Khánh bỗng trở nên tối sầm lại. Anh cau mày bảo: "Bây giờ còn muốn quản cả chuyện riêng của tôi?" "Tôi không có." Khánh im lặng nhìn chằm chằm tôi, nhìn tới mức tôi cảm giác ánh mắt ấy nhìn thấu qua được ruột gan của tôi rồi. Tôi thấy vậy lại hạ thấp giọng, run run nói: "Sếp, tôi biết là tôi sai, nhưng mà thực sự tôi không còn lựa chọn nào khác. Vì đó là mẹ của anh, người sinh ra anh, tôi làm sao mà dám trái lời ạ?" "Ai mới là sếp của cô?" "Tất nhiên là anh ạ." Khóe môi của Khánh mấp máy như vừa định nói gì nữa thì cuối cùng lại hất tay, vẻ mặt bất lực bảo: "Cô cút ra ngoài đi. Anh tha lỗi cho tôi lần này nhé. Trừ 30% lương tháng này." Đối diện với ánh mắt của Khánh, tôi còn tưởng đâu là mình bị đuổi việc đến nơi cơ. Bây giờ nghe chỉ bị trừ lương thôi, tôi không giấu nổi niềm vui mà cười tươi đáp: "Vâng, cảm ơn anh." Khánh nhíu mày nhìn tôi: "Bị trừ lương mà cô còn vui được sao? Cô bị thần kinh à?" Chẳng biết lúc đó sao tôi có thể vô tri đến mức đáp lại anh: "Anh có thuốc chữa sao?" Khánh đơ ra mất vài giây nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy ông sếp mình phải cứng họng không biết nói gì. Cuối cùng anh quát: "Cút ra ngoài đi." Tôi thấy thế vội vàng bước nhanh ra ngoài. Suốt cả ngày nay căng thẳng, bây giờ tôi mới cảm thấy lòng mình được nhẹ nhõm, tâm trạng vui vẻ. Tôi liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho cây Yến: "Ta làm đi ăn cái gì đi." Ngay sau đó cây Yến liền nhắn lại: "Tối nay phòng tao phải tăng ca, để ngày mai sinh nhật tao đi ăn thể nhé." "Ừ, vậy cũng được." Ngày hôm sau, Khánh đi gặp khách hàng cho đến khi tôi tan làm cũng không thấy anh về công ty. Tôi và cây Yến đã hẹn nhau từ trước là sẽ ăn ở một nhà hàng mà chúng tôi thỉnh thoảng mới đến vào các ngày đặc biệt như sinh nhật. Bởi vì đây là nhà hàng rất sang trọng, người tới đây đa số toàn là người giàu. Một bữa ăn đơn giản cũng bằng cả tháng lương của tôi. Nhưng mà đổi lại, đồ ăn ở đây rất ngon, ăn một miếng cảm thấy đáng giá vô cùng. Lẽ ra tôi và cây Yến sau khi tan làm xong đi thẳng tới nhà hàng, nhưng cuối cùng cây Yến có chút việc bận bên nhà nó nên tôi quay về tắm giặt xong mới đi. Vừa sấy tóc, mặc đồ xong, điện thoại của tôi đổ chuông. Cứ tưởng là cây Yến xong việc rồi, tôi vội vàng cầm điện thoại lên. Nhưng màn hình hiện lên số của Phong. Tôi bấm nhận máy, giọng Phong ở trong điện thoại vọng ra: "Alo, em xong việc chưa Nhi? Yến bảo anh tới đón em đi trước. Em ấy lúc nữa mới xong việc cơ. Em đang ở dưới cổng chung cư này." Tôi bất ngờ bởi vì không biết cái Yến lại mời cả Phong. Tôi đưa ra mất mấy giây rồi đáp: "Vâng, em xong rồi. Anh đợi em xuống luôn đây." "Ok em." Lúc ngồi xuống bàn ăn, Phong cười cười bảo tôi: "Cũng may là hôm nay sinh nhật của Yến nên anh mới có dịp được gặp em đấy." Từ Tết đến giờ, quả thực là Phong có hẹn tôi đi ăn mấy lần. Nhưng xui xao những lần đó tôi đều bận. Hôm thì công việc nhiều phải tăng ca, hôm thì phải đi gặp khách hàng cùng với sếp. Anh mời mấy lần tôi đều từ chối đến phát ngại. Tôi cười nhẹ đáp: "Anh thông cảm giúp em nhé. Những lần anh mời em đều bận thật ấy." "Sếp của em bóc lột sức lao động của em vậy sao?" "Không hẳn anh ạ, mà em cũng muốn làm tốt công việc của mình."
Hay là em chuyển về làm cho anh đi. Em cảm ơn anh đã luôn có ý tốt với em, nhưng em thấy công việc hiện giờ cũng không đến nỗi, không nhất thiết là phải chuyển việc đâu anh ạ. Vậy bất cứ khi nào em thích thì có thể bảo anh nhé. Yên tâm, anh sẽ không như sếp của em đâu. Tôi cười trừ, đang không biết nói gì nữa thì lại chợt nhớ tới hôm Dương nói về công ty Phúc An. Tôi giả vờ bảo, em nghe nói dạo này công ty của anh cũng ra mắt nhiều sản phẩm mới lắm phải không? Ừ, càng ra mắt nhiều sản phẩm anh lại càng bận, nhưng đang đà phát triển thì càng phải cố gắng thôi em. Phong dừng lại vài giây rồi nói tiếp, à đúng rồi, thần tượng thời còn đi học của em là nhà thiết kế Luân Vũ phải không nhỉ? Dạ vâng, ngày trước cả em và Thịnh đều mong được gặp anh ấy một lần, nhưng đáng tiếc anh ấy định cư bên Ý rồi thì phải. Vậy cuối tuần này em rảnh không? Anh dẫn em đi gặp thần tượng nhé. Dạ. Anh mới mời được thần tượng của em làm nhà thiết kế chính cho công ty của anh, nên bất kể khi nào em muốn, anh sẽ dẫn em tới gặp thần tượng của mình để trao đổi kinh nghiệm. Nghe Phong nói, tôi tròn xoe mắt nhìn anh hỏi lại, sao lại mời được anh ấy làm cho công ty mình vậy? Nói ra thì dài dòng lắm, nhưng nhờ mẹ anh quen với mẹ vợ của anh Luân Vũ em ạ. Bố vợ anh ấy bị bệnh nên vợ anh ấy quyết định về Việt Nam ở với bố một năm. Anh Luân Vũ rất yêu vợ nên cũng quyết định về cùng vợ. Trong một năm hai người ở Việt Nam, Thành Luân Vũ sẽ thiết kế cho công ty của anh. Vậy là những sản phẩm mới ra mắt công ty anh đều là do anh Luân Vũ thiết kế à? Không em, vì anh ấy mới đồng ý cách đây không lâu. Phong vừa nói xong, thành mắt hơi ngạc nhiên nhìn về phía cửa. Sếp của em kìa Nhi. Tôi thoáng giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn sang, thấy Khánh với chị Khuê đang cùng nhau bước vào. Đúng lúc đó Khánh cũng nhìn về phía tôi, sắc mặt không có cảm xúc gì, ánh mắt lạnh lùng, chỉ riêng có hàng lông mày hơi nhíu lại một chút. Anh chỉ nhìn tôi đúng một giây rồi vòng đến một góc khác, hoàn toàn như người xa lạ thấy nhau. Thế nhưng chị Khuê bảo, anh, em muốn ngồi ở góc kia, em thích ngồi gần cửa sổ. Góc cửa sổ đó chỉ cách chúng tôi hai bàn. Khánh không đáp lại nhưng vẫn lặng lặng theo ý chị Khuê. Không biết là chị ta đã thừa biết tôi ngồi đây hay bây giờ mới thấy. Một lúc đến gần chỗ của chúng tôi, chị ta vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, ơ, Nhi phải không? Tôi cười gượng đáp, dạ vâng, sếp với chị đi ăn à? Ừ, bọn chị hay ăn ở đây lắm, vì chị thích hương vị món ăn ở đây. Tình cờ thế lại gặp em. Vâng, tình cờ thật. Mà đây là... Chị Khuê vẻ mặt ngờ vực nhìn về phía Phong. Phong chủ động đứng lên giới thiệu, chào sếp Khánh và Khuê, tôi là Nam Phong, lần trước có gặp Khuê ở buổi đấu giá. À, bảo sao em nhìn anh cứ thế quen quen, hóa ra là phó giám đốc của công ty Phúc An. Phong gật đầu, chủ động cầm ly rượu lên mời Khánh. Chẳng mấy khi mới có dịp gặp sếp Khánh thế này, tôi có thể mời anh một ly được không? Quan hệ làm ăn kinh doanh trên thương trường thường sẽ lấy rượu làm lời chào xã giao. Thế nhưng đối với sự nhiệt tình chào hỏi của Phong thì Khánh vẻ mặt sừng sưng, lạnh lùng đáp, xin lỗi, tối nay tôi không muốn uống rượu. Lẽ ra nếu như không uống thì cũng nên cầm nhấp môi để cho có phép lịch sự. Thế nhưng Khánh lại làm như vậy, khiến người mời cảm giác không được tôn trọng. Vẻ mặt của Phong hơi sưng hửng rồi cười nhạt đáp, không sao, chúng ta còn nhiều dịp. Giọng chị Khuê nhanh nhẹn vang lên, tôi không làm phiền bữa tối của phó giám đốc Phong và Nhi nữa. Chúng tôi xin phép, chúc hai người buổi tối vui vẻ nhé. Từ lúc thấy sự xuất hiện của Khánh và chị Khuê, tôi tự nhiên cảm thấy mất tự nhiên hẳn. Một lúc sau thì phục vụ bê dần món ăn lên, mà vẫn không thấy cái Yến đến. Tôi liền điện thoại nhắn tin cho nó, mày đang đâu rồi, đến chưa? Kiến rất nhanh trả lời lại, cứ ăn dần đi nhé. Phong thấy vậy mới hỏi tôi, em nhắn cho Yến đi à? Yến đến đâu rồi? Em không biết, nó chỉ bảo em là cứ ăn dần đi. Phong cười nhẹ, gật đầu múc cho tôi một bát súp tôm nấm. Anh bảo, súp tôm nấm em yêu thích nè, ăn nóng mới ngon. Thế tôi chần chừ, có lẽ là Phong cũng đoán được tôi muốn đợi kỹ Yến đến thì mới ăn. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của nó, nên Phong liền bảo tiếp, anh gọi còn nhiều món lắm đấy, đủ món mà em và Yến yêu thích, em cứ ăn đi. Ăn nhiều và cho béo thêm tí nữa, chứ hơi gầy đấy. Cảm ơn anh. Tôi vừa dứt lời thì nghe tiếng chị Khuê vang lên. Bởi vì chị ta và Khánh ngồi cách chúng tôi hai bàn, nên nếu chị ta nói chuyện lớn giọng một chút là chúng tôi nghe rất rõ.
Anh ăn giúp em miếng gan ngỗng nhé. Em ăn không được nhiều, em đang muốn giảm cân. Vẫn còn cần giảm cân nữa à? Về Việt Nam tới nhà anh, đứa bác gái nấu cho nhiều món ngon quá. Em lên mất 1 ký rồi đấy. Tôi nghe tới đó thì cả người tự nhiên bần thần, muốn nghe tiếp câu chuyện của họ. Nhưng Phong ngồi đối diện với tôi lúc này lại lên tiếng tiếp. Cô nương, em ăn đi chứ. À dạ vâng, anh cũng ăn đi. Anh có đặt một chiếc bánh sinh nhật cho Yến. Em thích ăn bánh vị chanh dây, còn Yến thích ăn dâu hay là việt quất đi nhỉ? Việt quất anh à? Ồ, anh đặt nhầm rồi. Anh lại cứ tưởng là vị dâu. Không sao, ở nhà em cũng đặt một chiếc bánh nhỏ vị việt quất cho nó rồi. Vì là điều nó chân quý là tấm lòng anh ạ. Ừ, anh biết rồi. Ngồi thêm một lúc nữa mà thấy cái Yến nó vẫn chưa đến. Bình thường nó có bao giờ chậm trễ như vậy đâu. Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho cái Yến, nhưng đợi mãi không thấy nó trả lời. Tôi lại bấm máy gọi. Cuộc gọi đổ chuông hết lần này tới lần khác, rồi kết thúc bởi tiếng tút tút. Tôi có một chút sốt ruột, bồn chồn không yên. Phong thấy vậy hỏi tôi. Sao rồi, không gọi được à em? Vâng, em có linh cảm gì đó không ổn anh ạ. Em đừng nghĩ nhiều, chắc có thể là đang trên đường tới nên không có để ý điện thoại thôi. Đợi một lát nữa xem sao. Tôi gật đầu, cứ cố trấn an mình bằng những lời Phong nói, nhưng càng lúc lại càng cảm thấy sốt ruột. Chơi với nhau ngần ấy năm, tôi hiểu tính của nó. Nó là người không bao giờ tắt chuông điện thoại. Đã vậy, lúc nào cũng kè kè cái điện thoại bên mình. Chuyện nó không nghe máy thực sự rất hiếm. Nhưng lúc lo lắng, cái tốt đẹp chẳng nghĩ, lại toàn nghĩ đến những cái điều tiêu cực. Đang trong lúc bồn chồn thì cuối cùng điện thoại tôi cũng đổ chuông cuộc gọi của cái Yến. Tôi vội vàng bấm nhận máy, hỏi dồn dập. Alo, mày đang ở đâu đấy? Sao mà tao gọi mấy cuộc không nghe? Đến nơi chưa? Tao chắc là không đến được rồi, đang ở trong viện. Hả? Viện gì? Sanh Pôn nè. Bị làm sao? Tao khâu đầu. Kỳ Yến nói tới đó, tôi nghe thấy tiếng bệnh nhân Trần Hải Yến đâu. Sau Kỳ Yến vội vàng vâng dạ, rồi bảo tôi nói chuyện sau. Có lẽ không ai lại không sợ hãi khi nghe thấy vậy. Chưa rõ thực hư ra sao, tại sao Kỳ Yến lại phải khâu đầu? Cả người tôi run lên, mặt tái đi bảo Phong. Anh, em phải tới bệnh viện ngay bây giờ. Chẳng biết Yến bị làm sao. Nó gọi bảo em là nó đang phải khâu đầu ở trong đó. Em không còn tâm trạng man uống gì nữa. Phong nghe xong, sắc mặt có chút ngon lắng đáp. Em bình tĩnh, anh đưa em đi. Khi tôi và Phong đến bệnh viện, thấy cái Yến đang ngồi phòng cấp cứu, góc trán bị khâu mấy mũi. Tôi thấy vậy thì liền lao vào hỏi. Yến, mày sao rồi? Cái Yến nhìn tôi và Phong, vẻ mặt ngơ ngác. Ơ, sao người lại tới đây? Phong đáp. Anh và Nhi tới xem em thế nào. Em không sao, bị khâu 5 mũi thôi mà. Tôi liền nói. Bị khâu 5 mũi mà còn không sao, làm tao lo chết đi được. Thế sao lại bị khâu 5 mũi, ngã vào đâu? Có lẽ vì Phong ở đây, cái Yến không tiện nói lý do, chỉ bảo. Cũng may là góc trán còn có tóc nó che xẻo, chứ nếu giữa trán tao thành bao công mất. Yên tâm, bây giờ khâu thẩm mỹ không lo sẹo như ngày xưa đâu. Thế cái chị khâu cho tao cũng bảo vậy. Vừa nãy vội quá nên quên không dặn mày cứ lại ăn cùng với anh Phong. Hâm à, mày nghĩ tao có tâm trạng mà ăn nữa sao? Với lại hôm nay mày là nhân vật chính của bữa tối đấy. Mày không đến thì bữa tối còn gì là ý nghĩa. Mà rõ khổ, sinh nhật lại bị như vậy. Tôi nói tới đó thì chị y tá đem đơn thuốc và hóa đơn thanh toán cho chúng tôi. Phong thấy vậy thì chủ động đi thanh toán và mua thuốc giúp. Sau khi Phong đi, cái Yến mới bảo tôi. Từ hôm nay, tao sẽ coi như là không có bà nội, giống như mày. Đừng có nói với tao, cái vết này là do bà nội mày gây ra đấy nhá. Cái Yến gật đầu, hai mắt bắt đầu rưng rưng ngấn lệ. Mất vài giây nghẹn ngào mới bình tĩnh nói. Hôm nay tao về, thấy bà ấy đang chửi bới mẹ tao. Lần này bà ấy còn lôi cả ông bà ngoại tao ra mà chửi. Không chịu nổi nên mẹ tao có nói lại bà ấy vài câu. Kết quả chưa nói xong thì bị bà ấy cầm cái ly trên bàn ném về phía mẹ tao. Tao đứng lúc đó đứng bên cạnh mẹ, thấy vậy thì liền phản xạ kéo mẹ sang một bên. Cái ly phi thẳng vào trán của tao. Tôi cứ tưởng rằng bà nội của tôi tàn nhẫn số 2 thì không ai là số 1. Hóa ra cũng còn những người tàn nhẫn ngang với bà nội của tôi. Tôi không hiểu suốt cuộc kiếp trước chúng tôi đã làm gì nên tội để kiếp này lại đối xử với chúng tôi như thế. Máu mủ ruột già mà còn thua cả những người dưng.
Tôi thở dài nói tiếp. Thế lúc đó bố mày đâu? Bố tao cũng đứng gần đó. Thế bố mày để yên cho bà mày làm như vậy sao? Ôi giời, nói chung là cũng có nói bà nội tao, nhưng mà nói kiểu cho có thôi. Chứ trước giờ bố tao là con ngoan của bà tao mà. Nếu phải chọn giữa mẹ tao và bà nội, bố tao chắc chắn sẽ chọn bà nội rồi. Thay đưa mày tới đây. Mẹ tao. Nhưng mẹ tao vừa bị tụt huyết áp, tao phải gọi dì tao tới đón mẹ về nghỉ ngơi. Tao đang tính thuê một căn hộ lớn hơn rồi đón mẹ tao đến ở cùng tao. Chứ bây giờ mẹ tao sống làm sao mà yên ở trong căn nhà đó. Tao cứ tưởng thời gian sẽ làm cho con người thay đổi, nhưng bà vẫn vậy, thậm chí là ngày càng quái thai hơn. Phải, tôi cũng từng nghĩ như kỳ Yến, nghĩ rằng thời gian sẽ làm cho con người ta thay đổi, nghĩ rằng bà ấy sẽ có lúc hối hận về những gì mình làm với mẹ con tôi. Nhưng ngược lại, kết quả lại còn kinh khủng hơn trước. Bà đã tàn nhẫn bán đi căn nhà tuổi thơ của tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy. Người tàn nhẫn đâm sâu cho tôi những vết thương không thể chữa lành. Tôi cười khổ đáp. Thì bà mày cũng giống như bà tao thôi. Những người như vậy xác định là không bao giờ thay đổi đâu. Nói ra thì ai cũng nghĩ là mình bất hiếu, nhưng thà không có bà nội còn hơn là có những người bà như vậy. Thế vụ bà mày bán nhà ấy, mày cứ để yên như thế hay sao? Không phải là để yên, mà thực ra mình cũng chẳng làm được gì. Ngày ấy bà chưa tách sổ đất cho bố mẹ tao, nên sổ đỏ đó vẫn đứng tên của bà. Có ra pháp luật thì mình cũng thua thôi. Thôi kệ đi mày, bán thì cũng bán rồi. Dù sao thì bao nhiêu năm nay tao cũng đâu được sống ở nhà của mình đâu. Đến khổ, số tao với mày cứ chán vãi nhỉ. Nhiều lúc nhìn những người bà yêu thương cháu mà phát thèm ấy. À, thế mày vừa bảo sẽ tìm một căn hộ lớn hơn để đón mẹ mày đến ở. Sao không đón mẹ mày đến ở căn hộ của chúng mình đang ở luôn, còn mất công tìm căn khác làm gì? Căn hộ đang ở hơi chật. Với lại nếu mẹ tao đến sống cùng với tao, sợ lại sẽ có một số bất tiện. Nên tao đang tính trong thời gian chỗ tao đi công tác, mẹ tao ở bên gì thì tao sẽ tìm một căn hộ khác. Nhưng căn hộ hiện tại để cho mày ở cho rộng rãi. Con Hâm, bất tiện gì mà bất tiện, cô đến ở cùng thì càng vui chứ sao. Với lại mẹ mày với tao còn gì xa lạ nữa mà sợ. Nếp sinh hoạt của người có tuổi khác bọn mình. Thôi tao quyết định rồi, tao sẽ dọn ra sống với mẹ ở căn khác. Mà mày yên tâm đi, sẽ tìm căn ở ngay gần mày. Nếu mày cứ quyết như vậy thì người dọn đi phải là tao mới đúng. Dù gì căn hộ này mày sống cũng lâu rồi mà. Hâm à, mày không phải dọn đi đâu cả. Chính vì tao sống đã lâu ở đó nên bây giờ muốn thay đổi phong thủy khác đấy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.